GDP Việt Nam được dự báo đạt khoảng 4,8% trong năm 2021 và phục hồi tốc độ tăng trưởng ở mức 6,5-7% từ năm 2022 trở đi. Báo cáo được World Bank công bố ngày 28 tháng 9 giữ nguyên mức dự báo cách đây một tháng về tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021. Tính toán này dựa trên giả định Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19 vào cuối quý 3 để nền kinh tế bật lại trong quý 4. Mức dự báo của World Bank tỏ ra lạc quan hơn của IDB khi cao hơn một điểm phần trăm. Hiện một số tổ chức trong nước cũng nhìn nhận kinh tế Việt Nam hoàn toàn đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 3,5 đến 4% bất chấp nhiều khó khăn, ngay cả khi GDP quý 3 có thể âm do tác động của Covid-19.